Bạn chơi bên kia tôi xấu. Anh chơi gì? Ai đồ với ta vậy mà kêu xấu Chứ em hiền. sao? Ủa chứ em không hiền. Em không hiền. Ôi em hiền lắm luôn á. Nói chị Nana. Em không hiền hả? Em hiền mà. Lúc nào em cần giữ em mới giữ chứ. Nó đâu mới khai. Chứ Nhưng trước mà khi miễn là em, hả? nhưng mà miễn là em dù giữ thì xè anh cũng tức. Nè, tí nữa chị nhím chấm lên phát cái em cười xỉu luôn. Lô chị ơi, mày có cho tay nhím, Hả? mày có cho tay không nhím? Chị Chấm đó nói. em. Ê, room em hay có người đi ẩn lắm nha. Nhím không đi vậy? Room em. Ôi, Nhím tôi có người đi ẩn trong room nha. Nhím không có đi ẩn. Em hiểu được mà. Tại chị vậy bữa sau em phải nhắn tin chị cách lấy đi ẩn. Ai đồ lên thùng chắc chắn có đi ẩn. Nhưng mà nhím không giờ đi ẩn. Anh biết. Tại chưa chọc đúng cái lưu thôi à. Nhưng mà chị nhím cũng hay lướt ngang đồng em lắm á. Đi Nhiều ăn khi anh nhậu đang có nói anh đâu thắng kịp đâu. Chị lướt vô cái anh đâu thắng kịp. đi ăn nhỏ luôn nữa, Đi ạt của chị luôn. có đi ăn nhỏ luôn nữa. Bữa anh thấy Thấy á, em thấy gì ạ của chị thôi. Thì ví dụ như giờ anh hỗn với em quá thì chắc chắn là em sẽ không giữ cái nư hiền được rồi. Em phải lấy cái nư, cái đó bé thỏ, lấy cái nư hung dữ của em ra đúng không? Giờ người ta hiếp mình là sao mà giữ cái nư hiền được. Thế là bê kì anh. Hello bé thỏ. Hello anh đi. Anh đi không ngủ nữa hả anh đi? Cảm nhím ơn anh hiểu đi. rồi, tại nhím anh hiểu rõ Hello đâu quá thỏ. mà. Hello Kiệt. Vậy hen đúng. Chứ mình hiền người ta không làm gì mình thì mình mới hiền chứ. Cảm ơn anh đi. Anh đang làm. Ừ, Vậy bữa em nay chủ muốn nhật đánh anh gì anh em? làm. Anh làm đi em sẽ không giữ cho anh thấy. Nói tiếng. Đúng không bầu mày hiền mà đúng không bầu. Anh đi làm đến mấy giờ về anh đi. Bữa nay chủ nhật mà. À anh làm sao hả? Thế mạnh dạn cho em order một chiếc hình xăm. Xăm được ra tên người yêu của em. Không, Ok. Anh anh bột kiến làm nghị em nhé. đến sân tân mai. Anh bột làm nhé. Bye bye anh bột. Anh lên trường ăn. Xăm tên em làm gì? À tên bay cũng là tên anh mà đúng không? Đúng rồi đó, Định sao mém vậy? nửa hố rồi. À Anh đi cho em order một chiếc hình xăm có thể xăm ra được tên người yêu của em nhé. Hello tên. Lên boy lên Thảo. Hình xăm này khó hay sao mà em thấy anh trả lời lâu vậy? Đó là xong hàng tháng. Hình này chắc khó rồi. Anh quản đi cà phê về chưa? Sao mọi người đi hết rồi? Mày ơi, Dạ. sao để nhốt cái tim, và sao để nhốt em chạy cái tim anh? Thì em may trái tim anh lại thì sẽ nhốt được em thôi. Anh đang nhận dẹp Mở tí. sáng Dạ vâng ạ. anh mở Anh về rồi anh mở hả? sáng anh mở sáng cái này em nhảy đi đi. Thì em nhảy cái chỗ mà anh phải may nó lại chứ đúng không? Anh thấy có thể nhốt gà nhốt vịt đâu, người ta cũng phải đậy lại đúng không, hoặc là người ta vá lại cái chỗ hổng đi. May lại một thời gian trước rồi Thôi má rồi, đã chấm ngân hàng chưa? anh nhớ một người Được thì cũng phải may lại. Hay là bé bi 1m78. không, em chấm ngân hàng sắp hàng luôn. Ừ thì anh chấm hàng hàng hay may gì cũng được, nhưng mà anh phải
không có cái khe hở thì người ta mới không đi ra được chứ. Đúng không? Chưa gì hết em đã bóp. Chưa gì hết em đã bóp chết cái tim em. Em có bóp đâu. Không có. Trời ơi, cái tay á. Tay em đen là cái gì? Đen cầm miếng này luôn nè. Không có chỗ, không có rảnh tay để bóp luôn á. Nhưng mà tim em đau. Rồi. Chắc là bị nhồi máu cơ tim. Hay là đột quỵ. Khám đi, nguy hiểm lắm. Tim hồng. Tim hồng đúng. Hay là lao tim. Rồi anh Hi Hi là Phạm Linh. Rồi lên con. Con bé này bị cười lâu rồi ta. Tới là Lâm ở mới nãy giờ mà không nói gì hết. Rồi lên Dương Biển. Hey. Các bạn bên đây nè. Lâm An hay á. Dạ đúng rồi. Tôi hỏi đâu ai nói chuyện với em đâu. Hi hi. Lên bè á. Chúc em bé chủ nhật vui vẻ nhé. Không ấy em chúng tôi đang đi. Sao? Không ấy. Không ấy mà lúc em đang dưới. Em chưa ăn gì trường. 5 năm. Không, lúc buồn môi kìa. Sao vậy đốt? Kêu lúc mình thở. Kêu lúc mình thở không đúng giờ. Hay là anh con bướm dưới che. Hay là anh Nguyễn. À giờ mới biết cái hả? Anh không ngờ em chưa đầy mọi gì luôn. Nghe đã đưa cho em. Thì em muốn đút vào miệng thì phải nhai nhai bé ra cho anh chứ. Rồi nó muốn đút vào môi chứ. Rồi em black. Hay là bé Thành Nikimuchi. Là ai vậy? Lên Đắk Lắk. Ê, không biết trên đó luôn á.